Em chào anh Lực. Anh ơi, thời gian vừa qua thì cũng được anh xuống chia sẻ em và có duyên với lại các bác Mạnh Thường Quân, và các bác đã giúp em giả tiền ngân hàng và giúp em thêm rất là nhiều thứ. Em biết là hiện tại là kinh phí làm nhà là chưa có đủ, nên là em đi xuống dưới kia để mà làm. Dê gái, dê gái, dê ăn kẹo chưa? Dê, dê một cái. Chứ phải nói tôi 1 2 3 dê. 1 2 3 dê. Cháu Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân cô bác ạ. Và thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực đăng tải lên thì các bác cũng đã biết rằng là em Quân là đi làm cô bác. Đấy, nhưng mà ở đây thì là cháu Lực biết là em ấy đi thêm là với lại hai bạn nữa, nhưng mà hiện tại là cháu Lực chưa thể là liên lạc được cho hai bạn đấy. Liên lạc cho em Quân thì là điện thoại thuê bao là không không liên lạc được cô bác ạ. Không biết là điện thoại của Quân đã rơi hay là đã hỏng chưa, hay là đã bị ai thu chưa. Ở đây thì là cháu Lực hiện tại là rất là lo sợ rằng là Quân, thứ nhất là Quân sẽ bị lừa vào một cái công ty đa cấp, hoặc là có thể là đi xuống đấy người ta là lừa em là đi sang bên Campuchia. Hiện tại thì là đang rất là rầm rộn về là cái công việc ở bên Campuchia các bác. Nói rằng là công việc ở trên bên Campuchia thì là làm mà rất là nhiều tiền. Đấy. Ở đây thì khi mà em Quân đi ấy, thì cũng có nhắn cho cháu Lực là một tin nhắn các bác ạ. Một tin nhắn là nội dung tin nhắn nói rằng là để cháu Lực sẽ đọc cho các cô bác anh chị là cùng biết là em chào anh Lực. Anh ơi, thời gian vừa qua thì cũng được anh xuống chia sẻ em và có duyên với lại các bác Mạnh Thường Quân, và các bác đã giúp em giả tiền ngân hàng và giúp em thêm rất là nhiều thứ. Em biết là hiện tại là kinh phí làm nhà là chưa có đủ, nên là em đi xuống dưới kia để mà làm. Nếu mà em làm được tiền thì mấy nữa làm được bao nhiêu thì em sẽ gửi cho anh để mà em cùng anh góp vào làm nhà. Em chào anh. Đấy, vừa rồi là những cái dòng mà tin nhắn ngắn ngủi là em Quân là gửi tới cho cháu Lực cô bác ạ. Cháu Lực cũng biết rằng là cái cuộc sống của em Quân là rất là áp lực cô bác ạ. Ở đây thì không phải là có một mình em Quân cả, mà em còn nuôi cả ông, cả bà, cả bé Hiếu nữa. Bé Quân là một cậu bé mà năm nay mới có 15 tuổi thôi. Đấy, nhưng mà em phải nói là em rất là biết nghĩ cô bác ạ. Em nói rằng là đi làm và hàng tháng được bao nhiêu tiền thì là em mới gửi cho cháu Lực để mà cháu Lực cầm và góp tiền vào làm nhà. Hiện tại thì kinh phí của em Quân thì cháu Lực cũng đâu đó là được tầm độ là tính những cái khoản mà cháu Lực chi ra đấy là còn hơn là 90 triệu các bác ạ. Còn hơn 90 triệu thì là kinh phí nếu mà để làm nhà thì chắc chắn là chưa có đủ. Như ngôi nhà của hai anh em Hải Sử thì phải nói là khi mà hoàn thiện ngôi nhà đấy cô bác ạ là đã hơn là 200 triệu rồi. Thì nếu mà như Quân có đi làm một thời gian mà tích góp được là bao nhiêu thì đến lúc đấy thì Quân bảo với cháu Lực thì cháu Lực sẽ lại nói lên trên kênh là số tiền của Quân là đi kiếm được bao nhiêu tiền cả. Hiện tại thì là chưa đi làm mà kiếm được tiền thì cháu Lực đã lo sợ rằng là Quân đã đi làm, đi là sợ bị lừa rồi. Liên lạc thì không có được cô bác. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống dưới nhà của Quân hỏi xem là ông với bà xem là có liên lạc được cho em Quân không cô bác nhá. Thời gian này thì là nắng mưa thì cũng rất là nhiều cô bác ạ. Đến độ tầm là 2 hôm nay thì là thời tiết mới ban ngày thì bắt đầu là nắng nhiều hơn. Đấy, nhưng mà đến buổi đêm thì là mưa rất là nhiều. Đấy, những cái con đường mà đi thì phải nói là bị sạt lở rất là nhiều cô bác ạ. Đấy, con đường này thì là chúng tôi cũng đã ghi hình là rất là nhiều lần rồi thì các bác cũng đã quen thuộc được rằng là con đường mà đi xuống nhà của em Quân rồi cô bác. Đấy, có thể là nếu mà
cháu Lực liên lạc được với Quân hay là liên lạc được với lại là hai người bạn mà đi cùng Quân nữa, thì cháu Lực sẽ tiếp tục là nói lên cho các cô bác anh chị là cùng biết. Tại vì ở đây là rất là nhiều các bác là quan tâm tới em Quân. Cái ống nước này là ống nước mà đi xuống nhà của Quân này các bác này. Ống nước này là được bác Chiêm là bác ấy mua cho một thời gian, là một mưa dài ngày quá, cô bác nhìn thấy là chỗ đất này là trước là bằng ở đây này cô bác này. Đấy, bây giờ là sâu xuống độ tầm là 5-6 cm rồi. À, cái nguồn nước, cái dây nước bên này thì không phải đâu cô bác ạ, là dây nước ở bên này thì mới phải. Đấy, khi mà Quân đi như vậy đấy cô bác ạ, là nếu mà theo lẽ mà nói thì là Quân đi như vậy là không có đúng. Đấy, nhưng mà em ấy dọ cũng chỉ là cúng so là áp lực quá cô bác ạ. Cái áp lực về muốn là hoàn thiện một cái ngôi nhà cho ông với lại bà, còn cho ông với bà ở, khi mà ông với bà là còn ở với lại em ấy. Hiện tại thì là phần ruộng của nhà Quân thì cũng đã được là bà với lại ông là đấy, ở trong nhà thì ở trong làng này thì thật sự ra thì bây giờ là không còn công việc gì để mà làm nữa, cho nên là Quân mới chọn là cách là để đi làm xa. Đấy, bảo là người khác nói là hình như là lương là được 8 triệu sao các bác ạ. Đấy, được 8 triệu thì có lẽ là Quân là nghĩ được rằng là cái số tiền đấy là nó lớn rồi. Đấy, nhưng mà em không biết là liệu là mình đi làm thì có bị lừa không chứ. Hiện tại thì Trấn Lực cũng chưa biết thông tin của Quân là đang ở chính xác là ở đâu. Đấy, chỉ biết là đi làm thôi. Điện thoại thì là liên lạc là chưa có được. Còn bây giờ thì còn là cái chỗ cánh đồng ngô này nữa. Cánh đồng ngô này là hiện tại là chưa có thu hoạch các bác ạ. Nhưng mà Trấn Lực nhìn thấy là cũng đến ngày là thu hoạch rồi. Thấy bắp nào là bắp đấy là rất là to. Và cái cánh đồng ngô này là được là bác Chiêm của bác nhé, được bác Chiêm ở bên Bắc Hạ là có gửi cho cháu Lực là tiền để cháu Lực đi để cháu Lực đi mua về. Cháu Lực thử xem một bắp xem nào. Chỗ này đoạn này dốc lắm này, bắp nào bắp đấy thì đều rất là to của bác này, nhìn là rất là đẹp. Mọi năm thì nhà Quân là trồng ngô đấy các bác ạ, là trồng cái loại ngô mà ngô ở trong làng thôi, là ngô giống ngô kiểu ngô ta đấy chứ không phải là giống ngô như này. Đây đời thì là một bắp này cực kỳ là to. Đấy, ở đây thì không phải là cháu được lựa chọn là bắp nào to đâu các bác nhé. Các bác nhìn thấy là hầu như là bắp nào bắp đấy là cũng đều to cả. Hay còn ra phía bên này là hai con dê của nhà em Quân có bác. Con dê bên kia thì là chửa rồi nhưng mà chưa có đẻ. Đấy. Còn là con dê đực thì là hôm nọ là bị bệnh, thành ra là chết mất rồi. Ui, ra bên này thì cũng phải nói là ngô này các bác này cực kỳ là to luôn. Bà thì có vẻ như là bà thu hoạch một chút rồi. Bà thu hoạch là bà hái đi về rồi. Cái chỗ này là bà thu hoạch để mà cho dê ăn cỏ đấy các bác. Hãy ra phía bên này thì các bác nhìn này, ngô này rất là to này, bắp nào bắp đấy thì đều là cực kỳ to. Ngô này thì là bây giờ chắc là cũng đến là đến ngày bẻ được rồi. Ngày mai thì sẽ hỏi bà xem là bẻ chưa. Nếu mà bà bẻ thì cháu Lực sẽ xuống là giúp đỡ cho bà. Chứ bà thì cũng có tuổi rồi, ông thì cũng có tuổi rồi. Để mà bẻ được thì là ông với bà là bẻ được, nhưng mà để mà vác thì ông với bà là không có vác được nhiều.
Nhìn thấy từ xa thì là ông đang là hót phân, hót phân, hót phân của con bò. Đấy. Ra phía bên này thì là Quân không ở, thành ra là thấy là cái vườn cây ăn trái mà cỏ mọc và khá là nhiều này. Cái vườn cây ăn trái này thì là bác Chiêm là bác rất là tâm huyết của bác nhá, ra tận nơi là hướng dẫn cho Quân để trồng, ra tận nơi là hướng dẫn cho Quân để trồng cũng như là phân bón phân này kia nữa. Hót nám ấy cũng làm khá này tắt nào kìa, thì không ra khổ hả. Đây, quay mang lên cũng này chưa. Ôi, đang có nó cũng nó đi nè. Ôi. Ôi. Thế này làm sao mà bò mà ở được như thế này ấy. Thấy là bò là ấy quá. Bò nó cái đít như thế. Ờ. Nếu có chứ. Chân cũng hết rồi. Ờ. Ờ, thôi. Bò ấy thế chứ đấy. Ba con lợn này, con nào con đấy là đều là à, nhìn trông nó rất là khỏe mạnh này. Bực chứ tao hoạt ra cũng nè mà nè. Bực chứ tao hoạt ra ra. Ăn ăn tư được phô nọ nè. Cả rơi cáo phô bực cáp à. Mới dạng ấy ăn tư bởi cáo mà lưu đầy cáo. Ồ, mà lưu đầy cáo ta. Sắp phô bởi cáo này bái ơn luôn nè. Ừ, chú cáo luôn mà thất đẹp cáo rồi. Bà nó cáo yếu kìa. Bảo bà là thu hoạch đi, chứ không là trên này là à, nảy mầm đó các bác ạ. Này phò. Ừ, ăn tứ thổ. Tứ thổ nó phò nọ. Ừ, ăn tứ chứ. Hiếu ơi, thương ai Hiếu ơi. Hiếu. Thương bá. Thương ai, thầy là cắt như mau chung và lạ. Áo chứng á. Áo mới đó. Nhà ở bên này thì là hàng xóm là người ta đi làm rồi, thành ra là mượn. Đấy. Có lấy quả không? Ô, thầy mà cắt chứ á. Này. Ô, thầy mà cắt chứ á. Thầy mà. Còn là dốt lại em hả má chứ ạ? Này, hai đây chú bóc kẹo cho. Này, ngồi đây. Năng kẹo. Này, ngồi đây. Ăn kẹo không? Ăn nạ bà đi. Ăn nạ. Rồi, khoanh tay con chào các bà. Chào các bà. Hôm nay Hiếu ở nhà làm gì? Dạ, ăn cơm. Đang ăn cơm à? Ồ, vừa khóc hay sao ấy nhỉ? Tiếp hay đấy phỏ. Này, ăn đi. Con mời con các bạn kẹo vào đi. Được không là nhìn ra kia. Con. Con. Mời. Mời. Các ông các bà. Các ông các bà. Ăn bánh. Ăn bánh. Rồi, mời ba một cái. Mời ba một cái. Cho ba một cái. Đấy, một tí nữa cho ông một cái. Ông người đang làm ở bên kia rồi. Đấy. Mời ba một cái. Ăn ngon không? Ngon. Ngon à? Thì chú lại tiếp cho quả này này, quả lê này. Lấy không? Có lấy không? Có à? Có à, bà đi. Có ạ. Rồi, Hiếu có biết hát không? Hát tặng cho các ông các bà một bài nhá. Một tí ăn xong thì hát nhá. Một tí là có xem là có tiết mục ca nhạc cho các ông các bà nghe không. Chắc là vừa khóc cái sáo rồi. Này, phay mày áp hổ. Ừ, thế à, phay mày áp hổ. Tóc này bị cháy. Đầu của bà Hiếu thì là hiện tại là đang có cháy của bác ạ. Có rất là nhiều cháy này. Mai là bà bảo là nắng là tiếp tục là gội tiếp xem là có con nó không. Mi tú mẹ phò. À thế là có. À thế là có con của nó đấy. Hát xong thì chú cho cái quả này nhá. Ăn xong nhá. Xong là hát một bài. Lên lớp thì có giáo hay chỉ hát bài gì? Hát bài bà ơi bà không? Bà ơi bà. Bà ơi bà. Con thương bà lắm. Con thương bà lắm. Tiếp. hát cái gì thì là biết hát theo đấy thôi. Năm nay thì là mới đi học là
năm đầu tiên các bác ạ. Đi học được tầm độ là mấy tháng thôi. Bé Hiếu thì là phải nói là trong trường trong lớp thì cũng rất là lì. Quân thì lại là đi làm xa rồi, cho Lực sẽ cố gắng là tìm tìm cách để mà liên lạc được cho Quân, là đón Quân là quay trở lại để mà giúp phụ bà là làm công việc ở trong nhà nữa. Còn Quân đi làm như thế này, Quân suy nghĩ như thế này thì là cũng rất là cũng gọi là suy nghĩ rất là lớn của bác. Nói rằng là hiện tại thì là nếu mà làm ở trong làng thì là thật sự đã không có đủ tiền để mà coi như là góp để mà làm nhà đâu. Đấy, Quân là lựa chọn là cách đi xa hơn. Đấy, bảo là một tháng đi làm 8 triệu, 2 tháng thì làm được 16 triệu rồi. Đấy, nói như thế nhưng mà làm sao mà được thế cô bác ạ? Người ta nói thế thôi chứ còn không biết là có được hay không. Còn không biết là bị lừa hay không ấy chứ. Cho bà không? Cho bà cầm nhá. Cho bà không một tí là bà lại cho Hiếu nhá. Rồi. Đây, Hiếu cầm đi, xong rồi cho bà. Đấy. Không biết xin à? Cháu xin chú. Đấy, bà thì tranh thủ là bây giờ còn sớm cho nên là đi hái một chút mẻ bẻ một chút bắp ngô. Hiếu đi dép vào, Hiếu đi ủng vào, đi ủng vào này, đi ủng vào nếu mà đi ấy. Này. Này, đi ủng vào xong mới được đi. Này. Đấy, cầm đi, cầm theo. Đấy, đi ủng vào. Bây giờ là mình đi đâu? Nào, xuống xem nào. Bây giờ mình đi đâu? Đi bẻ ngô. Bẻ ngô. Ôi, kết quả này đi đấy. Không, tí nữa ăn. Tí nữa đi bẻ ngô mệt thì ăn. Nhà. Nhà. Cất đi. Hiếu. Lấy dấu dấu đi trong nhà đấy. Cất đi. Không là tí. Không là tí. Chú Lực về, chú Lực lấy đấy. Nhà. Nhà. Dê gái. Dê gái. Dê ăn kẹo chưa? Dê. Dê một cái. Chú phải nói tôi. 1, 2, 3, dê. 1, 2, 3, dê. Cất đi. Đi, cất đi xong đi bẻ ngô. Đấy. Cất đi. Đấy, cho bà cất. Đấy. Đấy. Đấy, ông thì là đang ở nhà là hót nào một chút là phần chuồng này tối nay là bò còn nào cho chú ngủ được. Đấy, chăm luôn cả lợn này. Cháu Lực sẽ cùng bà là lên trên là bẻ ngô một tí. Đấy, còn ở phía bên này là hai ngôi mộ. Là ngôi mộ to bên kia là ngôi bố, còn ngôi mộ bên này là mẹ. Nhưng mà phải nói là mộ rất là kỳ lạ các bác. Người mẹ thì là hiện tại ở trong là không có xác đâu. Là dùng rơm để mà làm thôi. Mẹ Quân thì là bỏ đi Trung Quốc. Xong là nghe tin là ở Trung Quốc thì cũng mất rồi. Mất rồi thành ra là đạo làm con cho nên là phải làm như thế. Chứ không là sau này là hình như là ảnh hưởng tới cái cũng như là công việc của em Quân. Ở đây phò đây vàng, phò sọt sọt cốc, này không phò à? Sọt là cốc này đây à? Ôi ôi! Đây chú cho gói mới này. Bò à phò à? Ở gói này hơi à? Đây chú cho gói mới này. Đây đi 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 ra kia đó, đi ra kia đó, đi lên trên đó. Lên trên đó, không lấy nữa. Có một gói kẹo duy nhất mà bị rơi rồi. Lim này mấy phò? Lim này chứ mấy? Mấy phò? Cháu xin. Đứng ra đây. Cháu xin chú. Rồi đây. Tí mới bóc nhá. Ăn thế thôi. Thời tiết bây giờ là 5 giờ chiều rồi nhưng mà vẫn còn rất là oi. Rồi, trời rất là trong xanh ấy, nhưng mà nhìn ra phía bên kia thì là đám mây đen quá. Đừng có trêu dê nhá. Không là tíu dê nó húc cho ấy. Gì có được lớp thằng nào tí nữa. Lớp thằng nào má? Nhìn vào thân thể của bà thì là chắc là đâu đó độ tầm là 30 cân đúng không bác? Ui. Ôi này phò của cáo lên đi. Ừ, nó này. Cá ở dưới này. Ở bắt thạc phò này à? Ừ. Cá ở đây, ở bắt tốt gì bé đi, bé đi tới thạc. Ừ. Hiếu không bé à? Bé đi. Ra đây, ra đây, ra đây bé đi. Này, bắp nào bắp đấy thì đều là rất là to.
Ta kia đứng bên kia đi, cho mát đi. Này á? Thù câu thiếp đó nó thuộc bạc á, bạc xám nó cả đời cả, đã bạc hạ. Bạc hạ đó. Ừ. Dây này không là chấm, cho má. Cho có chấm rồi. Ừ, hàng xóm là ai cũng khen bảo là năm nay là cháu Lực mua giống ngô gì mà bắp nó to thế. Cái to lên hạt cái khu đâu như nó. Cái thửa bên dưới này cô bác này là thửa ngô ta đấy. Ngô ta quả nó bé tí. Dài thì dài con ngoằng ra. Người bè hiếu thì ăn luôn cỏ rồi. Ăn rồi. Đấy, đứng ở đây. Biết bẻ bắp ngô không? Ngồi đây bẻ đi. Ngồi xuống. Đây, chú hái cho một cái bẻ này. Đây, bẻ đi. Cất quả đó, không tí ăn. Đấy, bẻ đi. Bẻ cho chú này, bẻ như này. Đấy, ăn một miếng. Bẻ từ miếng đó. Không biết bẻ đâu. Không biết bẻ đâu. Ôi ôi, đây này. Phò nữa ạ. Này, mưa nhiều quá là bị mọc mầm rồi đây này. Tranh thủ là bây giờ bẻ rồi bà. Phương gió cá phổ. Hả? Phương gió cá. Phương hả? Hả? Nhưng đây na bây giờ vô thì chim thì gì đấy. Nó chim nó không hốt cái bộ hốt á. Như đây na thì hốt nhau. Hơi đậm viến. Hả? Hơi đậm mà viến. Hơi đậm đấy ca. Phải chim hốt đứng như thế này chứ hốt này về. Đấy là ở dưới kia là còn hai thửa là chưa có bừa các bác ạ. Trước kia thì trước là lúc quân đi thì gọi là cũng bừa gần xong rồi. Cái này đo gì đấy anh? Đo làm bị đỏ á? À. Gì không đo là. À. Người ta đo làm mà bị đỏ. Không may đo được ở mấy thôn rồi anh? Mấy nhà này thôi á? Ta đang về đo để mà làm bia đỏ, làm lại bia đỏ. Tức là bây giờ là đang đo đất của nhà bà sao? Mày đang đo là nào nó phô ra nè. Nay nay là trước trồng được có đâu đó là 6 thửa đấy các bác ạ. Trên này là có 6 thửa thôi. Ở phía trên kia thì là hầu như là nó ở gần cái gốc cây to quá, nên là bắp nó có bắp thì bé, nó không to đều bằng như ở bên này. Yếu là chỉ có đi theo bà thôi cô bác ạ, chứ để mà làm thì là chưa có làm được đâu. Lúc nào mà vui vui thì mới làm thôi, không vui thì không làm đâu. Ăn hết chưa? Ăn hết xong bẻ ngô đi. Có những cái bếp, có những cái bắp thì là như kiểu là nó bị suy dinh dưỡng hay sao ấy, để có đấy được có mấy cái bắp bé tí này. Nhưng mà đa số là năng suất to. Mày bực phò và khâu này và làm bè nó nè. Cái này là bây giờ là bà cắt ở phần trên này này, cái phần cái cây này là bà có bà tận dụng lại để mà làm củi ấy. Làm mà phải mưa chứ đâu. Phải ngoan nhá, nhớ chưa? Phải ngoan nhá. Vâng ạ. Rồi. Mình đang ngồi dưới phòng này. Bùa phòng. Dưới phòng. Không, đó bị đỏ. Đó lại bị đỏ. Cho người ta đo lại, làm lại cái bìa đỏ. Đi có 6 năm thằng thơ mới phò. Hả? Đi có 6 năm thằng thơ mới. Đi chọn. Đi hẳn ngành nó đang chọn. Đi chọn. Đi chọn. Đi chọn.
Bà là một cái gùi như này là bà không gánh được đâu của bác ạ, bà ấy. Cả ông như thế thì gọi gánh được một chút thôi. Chú đi ra chỗ khác nhá, thì chú ném cái quả bắp. Bắp là rơi vào đầu ấy. Để con là mình hay ký trên biển ấy, mình bắn lại con cái tẩy. Ồ, ký trên biển á? Ừ. Rồi. Nếu mà bây giờ để ông với bà không làm gì thì cũng được bên là nhà nước là người ta hỗ trợ là một tháng là hơn 300.000 các bác ạ. Đấy, có khoản là hỗ trợ là người cao tuổi ấy. Được người cao tuổi rồi thì người ta mới hỗ trợ như thế. Còn về ông ấy thì là đợt mà cũng được đưa ông đi vào bên Lào Cai khám ấy thì ông cũng chia sẻ và nói rất là nhiều rằng là nếu mà như không có cháu đưa đi ấy thì là ông là hiện tại là không biết là như thế nào nữa. Đấy, nhưng mà cũng phải nói là rất là cảm ơn tới bà bé, bà đã giúp đỡ cho hỗ trợ cháu Lực để mà đưa ông đến cái bệnh đến bệnh viện ở tỉnh Lào Cai. Nào bé chú nào, bé đây. Bé đây. Đấy bây giờ thì là ăn hết quả rồi, vui vui rồi. Đấy, cẩn thận nhá. Phải hai tay bé chứ. Cái kia để đây đã, kẹo để đây đã, tí lấy sau. Đấy, để đây tí lấy sau. Ừ. Nghe thì là nghe rất là tốt rồi đấy, nhưng mà để mà nói thì là nói còn rất là kém. Đấy. Từ từ nhá, để chú lấy xong cái bắp này đã nhá. Vâng ạ. Rồi. Rồi. Chưa cao bằng cây ngô. Người là còn chưa cao bằng cây ngô đâu. Đấy, nhưng mà đã bẻ được bắp ngô rồi. Tắm ép hồ. Tắm bà. Đấy. Thì giỏi quá. Bẻ từng bắp một thôi nhá. Bẻ từng bắp một thôi. Nào từ từ. Cho chú bóc từng bắp một đã. Nào, đấy, giỏi quá. Đấy, bà đi đâu thì là đều đi theo đấy hết cả cô bác ạ. Nào, bẻ từng cái bột ra lấy đây chú. Lấy một cái một thôi, đấy, thì chú mới lấy được. Đang giúp đỡ cháu Lực là bẻ. Nào. Đấy, khi mà bà đi làm ấy thì là có một người cháu đi như thế này thì là cũng có gọi là những chỗ để mà nói chuyện thì cũng đỡ mệt hơn khi mà nhìn thấy đứa cháu của mình là ngày một lớn. Ui, to đấy, nhảy ra đây cho chú nào. Cái kia nhặt mấy quả kia cho chú nào. Ủa đây bắp nhìn gọi là nếu mà như nhìn cái bắp ngô này thì là như kiểu thời gian là một vài tháng qua là chăm sóc là cũng không có ổn công, không có ổn công của bác nhé. Thì mà ấy tao thích cái loại này đắm như là phô nổ. Sang năm sau thì bảo bà là tiếp tục là lấy cái giống ngô này. Cái này thì là không có để được là giống ngô của bác nhé. Cái này thì là người ta lai ấy. Người ta lai thì người ta có chỉ gọi là cái bây giờ như kiểu là cái này bây giờ nó đang là F1 đấy, nhưng mà mình trồng thì lai là F2 thì nó lại bé hơn. Ôi tôi tay này hiu tóc tay mà rơi ra kia rồi hiu. Okay. Đi nhặt ra chú đi, nhặt ra kia bột bát rồi đó dưới kia, thấy không? Không thấy mà đi đây này, trước mặt đây này. Đấy. Đây, chú phá không? Đây này, phong kìa. Hái xong một gùi rồi, đi về thôi. Đây này, phá. Kẹo đâu? Lấy kẹo đi. Đấy. Ôi, cái này bị sạt rồi đây này.
chỗ này bị ấy không? Sạt một thùng một lỗ to quá. Bị rơi vào cái hố này à? Đi, đi nhanh lên. Đi quý xuống dưới, đấy. Cẩn thận con dê nhá, tí nó húc cho ấy. Đấy, sau khi mà làm mà vất vả đấy là nhìn lại cái thành quả mà một năm vừa rồi là mấy tháng vừa rồi là trồng ngô đấy, nhìn thấy những cái bác ngô thì là cực kỳ mà sướng mắt cô bác ạ. Bay. Phó về hôm phó ba tập số hôm mắt ở viên hạt ở viên tự của đấy, bảo bà là cái này là xếp gọn vào xong là để nó khô rồi là đem đi ha mấy nước làm củi ấy. Ô anh dân là phô bài tôi lạc á. Thấy là cái tả ly đằng sau nhà của bà thì lại là đi đường kia hữu đường này bẩn lắm, đi đường này lại là sạt nhiều hơn. Thì khá là đây là phò, à đây là cúng. Alo, đứt là đập cúng, à phò phò. Đây hỏi. Ra đây, chú bóc cho ra đây, chú bóc cho ra đây. Cô bác nhìn thấy đây, nhìn cái bắp nào là bắp đấy đều là rất là to các bác ạ, không phải nói nhiều nữa các bác cũng nhìn thấy rồi. Đấy, quần thì là khi mà đi làm đấy là chỗ ngủ là cũng gấp gọn gàng này, và nhà cửa gọn gàng xong mọi cái thì em mới đi. Ra đây, chú bác ra đây. Lấy ghế ra đây, chú ngồi á. Đi lấy ghế đi Hiếu, lấy ghế đây. Đi lấy ghế cho chú. Đấy, không chịu đâu cô bác ạ, là bà là đưa cho lúc nhưng mà không chịu. Đây, ngồi đây. Cho chú kia ngồi à? Để lấy cho chú kia ngồi. Cho anh bạn nào quay phim này. Ăn kẹo không? Ngồi đây. Ngồi xuống. Ăn hai gói kẹo nhá. Ngồi đây, ăn cơm nhá. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Chú Lực. Chú Lực. Đây. Mời các bạn bánh tiếp. Nào, ngồi xuống. Ngồi khoanh chân Hồng Hoàng. Khoanh chân. Anh khoanh chân ăn bánh. Con. Con. Mời. Ông bà. Ăn bánh. Đúng. Rồi. Cảm giác như là kiểu là lâu ngày không có vận động đâu các bác. Gánh một tí đã thấy mỏi người rồi. Bé Hiếu thì là bây giờ mới được có gần 4 tuổi rồi các bác, 3 tuổi. Chục năm nữa thì là mới giúp đỡ được cho bà, nhưng mà liệu mà chục năm nữa không biết là ông với bà là còn ở cạnh không. Mà là tiêu rồi. Đấy, ông với bà là mỗi người làm một công việc các bác ạ. Không ai nghỉ ngơi một chút nào cả. Đấy, còn sự việc mà Quân đi làm đấy thì như thế nào thì cháu Lực cũng đã ghi hình cho các bác cô chú anh chị cũng biết rồi. Nếu như mà có các bác nào mà liên lạc được với Quân ấy, thì cháu Lực rất là mong là bác sẽ gọi cho cháu Lực để cho cháu Lực biết một chút là thông tin. Đấy, còn về Quân là hiện tại là đang đi làm lại thêm là hai bạn nữa. Đấy, hai bạn thì là ăn học là hầu như là hơn quân là nhiều rồi. Chỉ sợ rằng là người ta thấy Quân là không biết chữ ấy,
biết chữ nên biết ít nữa, không biết nhiều ấy, là hiền lành nữa, chỉ biết làm thôi đấy. Để mà sức thì các em là sức của quân thì là quân là sức thì làm được đấy, nhưng mà để mà em ấy về cái nhạy bén, về cái độ nhạy bén của em ấy thì là sẽ thấp hơn đấy. Thì có lẽ là chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà có chú ý chị ở sống tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. À, Hiếu gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nào. Ăn kẹo được chưa? À, là tốn nữa hả Phong? Nào, khoanh tay vào. Từ từ ăn hết kẹo đó, ăn hết kẹo đó. Từ từ không ăn này. Ăn ở trong mồm mà, ăn trong mồm hết á. Ăn ở trong mồm hết. Đấy, nào nhìn ra kia. Con. Đấy, con. Chào. Chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Các ông, các bà. Các ông, các bà. Nói lại một lần nữa xem nào. Con chào tạm biệt các ông, các bà. Con chào tạm biệt các bà. Bye bye. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.